Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Meta Đại Graphic Design. Trong bài học và chia sẻ ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn là một cái công cụ khá là hữu ích và hay. Nó rất là tiện sử dụng cho các bạn làm bên marketing truyền thông và bán hàng. Đây là một cái app mà giúp các bạn có thể sử dụng và làm việc hiệu quả cho một cái chiến dịch marketing hoặc là các hình ảnh liên quan đến bán hàng. Đây là một cái app, nó có rất nhiều cái template mẫu mà giúp các bạn có thể không chuyên nghiệp về bên thiết kế, đồ họa. Các bạn có thể sử dụng công cụ này để các bạn làm những cái hình ảnh cho các cái bài viết marketing hoặc là chiến lược bán hàng hoặc là các cái chiến lược quảng cáo, các cái bài quảng cáo chuyên nghiệp, đúng không? Đây là cái app Social Media Postmaker các bạn nhé. Thì các bạn có thể lên trên các cái trang để download về như App Store hoặc là Google Play để tải về cho các hệ điều hành Android hoặc iOS để sử dụng, để trải nghiệm. Mình nghĩ là cái app này nó rất là hữu ích cho tất cả mọi người, cho nên mình chia sẻ và hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái app này. Đầu tiên là các bạn mở lên để xem và trải nghiệm cái app này. Cái app này nó, cái phiên bản nó là 30.0 các bạn nhé. Khi các bạn mở cái app này thì nó có quảng cáo các bạn này. Nó quảng cáo một cái app làm video của nó luôn này. Social Media Video Post. Các bạn có thể tải cái app này về để thử trải nghiệm. Sau khi nó chạy cái phần quảng cáo xong thì nó vào bên trong. Thì ở phần bên trong cái giao diện của nó cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn nhìn thấy phía trên đây là cũng là một cái banner quảng cáo này. Được chưa? Cái ad quảng cáo của nó luôn. Thì phía dưới có các cái tỷ lệ, cái template để các bạn chọn này, rất nhiều các bạn nhé. Đối với các bạn làm bên truyền thông marketing và bán hàng thì cái template có sẵn như thế này nó rất là hữu ích, khi các bạn không cần phải đi tìm kích thước cái gì cả, các bạn có thể chọn một trong những kích thước này. Ở phía dưới là những cái template gợi ý cho các bạn có thể sử dụng này, rất là nhiều cái template và cái này mình rất là thích. Các bạn có thể post một cái bài nào đấy, một cái hình ảnh nào đấy, bài viết nào đấy dựa trên cái template này, thì các bạn chỉ cần đưa cái hình ảnh của các bạn vào template này, thay đổi một số cái thông tin ví dụ như chữ, thì các bạn có một cái template đẹp để upload, để làm quảng cáo, chạy quảng cáo trên các cái mạng xã hội ví dụ như Instagram, Facebook, rồi YouTube, rồi TikTok vân vân, rất là nhiều các bạn nhé. Thì đây là một số gợi ý, và phía dưới của các bạn là nó có các cái thông tin ví dụ như template này, hay là my design này. Thì cái my design thì các bạn, những cái design thiết kế của bạn nó sẽ lưu ở bên này, hoặc là các bạn có thể chọn xem cái thông tin cái account của các bạn, hoặc là cái create support, cái bài post của các bạn. Ở phía giữa thì có một cái dấu cộng, thì cái dấu cộng này nó sẽ cho các bạn tìm kiếm những cái template. Các bạn nhìn thấy chưa, ở đây có rất nhiều cái gợi ý cho các bạn này. Các bạn có thể chọn cái template ở trong đây. Ví dụ như các bạn chọn cái template liên quan đến TikTok, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn liên quan đến TikTok thì bạn gõ cái chữ TikTok vào đây. TikTok xem nó có ra không. Đấy. Thì đối với cái phiên bản này, như quảng cáo các bạn có thể đấy, các bạn có thể vào trong đây. Ở trong đây nếu như các bạn có cái bản Pro thì các bạn có thể chọn cái này này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Các bạn có thể bỏ, nếu như các bạn cái bản Pro của các bạn thì các bạn có thể xóa bỏ cái quảng cáo là thứ nhất này, thứ hai là premium này, thứ ba là giới hạn các graphic này, không giới hạn, hoặc là xóa bỏ cái logo, vân vân. Đấy, thì ở trong đây có rất là nhiều cái gói cho các bạn trả trong một tháng này, ví dụ như là 709.000 một tháng này, 118.000 một tháng này, nó sẽ giới hạn các bạn nhé. Các bạn sẽ xem ở đây là các bạn biết được là cái giới hạn của nó như thế nào. Đấy. Thì ở đây mình, nếu như các bạn có điều kiện và các bạn trải nghiệm cái app này mà sử dụng được thì các bạn có thể mua cái tài khoản để các bạn sử dụng một cách lâu dài và tốt hơn. Thì ở đây có rất nhiều cái template để các bạn sử dụng này. Ví dụ như bây giờ mình tạo một cái thumbnail cho cái YouTube các bạn nhá. Mình bấm vào đây. Thì mình bấm vào đây thì nó sẽ load cái quảng cáo. Tại vì cái này là mình sử dụng miễn phí mà, nên nó sẽ load những cái quảng cáo. Quảng cáo rồi, ok. Sau khi hết thời gian quảng cáo thì các bạn bấm vào đây để xem. Thì các bạn thấy là ở trong đây nó có một cái khung đó. Thì cái khung này cho phép các bạn thiết kế một cách tự do. Đấy, đây là cái cách mà các bạn thiết kế một cách tự do nhé các bạn nhé. Bây giờ mình không muốn sử dụng thiết kế tự do nữa, mà mình sử dụng cái template.
Thì khi các bạn muốn sử dụng template thì các bạn vào quay lại cái template này, các bạn nhìn thấy chưa? Thì cái template này nó có một cái menu ở trên đây. Các bạn cứ kéo tìm đến cái mục mà thumbnail YouTube, đúng không? Mình sẽ tìm đến cái chỗ thumbnail YouTube đây. YouTube channel. Để xem cái thumbnail YouTube ở chỗ nào. Khi các bạn chọn thì nó sẽ hiển thị các cái template có sẵn cho các bạn sử dụng thôi, các bạn không cần phải tạo cái gì nữa, đúng không? Rất là nhiều, không biết nằm ở đâu các bạn nhé. Không biết nó nằm ở đâu, để mình quay lại xem nó nằm ở đâu. Facebook ad này, computer này, marketing này, beauty này, vân vân, rất là nhiều, tìm nó cũng khá là khó khăn đấy, không phải dễ. LinkedIn, YouTube, đây, thumbnail YouTube đây các bạn nha. Khi các bạn bấm vào thumbnail YouTube thì nó sẽ hiển thị các cái template cho các bạn. Đấy, rất là nhiều này. Ở trong đây có rất là nhiều cái thumbnail, cái template thumbnail. Và những cái chữ pro là cái chữ là các bạn mua tài khoản thì các bạn mới sử dụng được các bạn nha. Ví dụ như mình chọn cái này. Được chưa? Mình tiếp tục. Cái này nó bắt phải mua các bạn nha. Tuy nhiên là cái tài khoản của mình không mua. Đấy. Các bạn có thể chọn một cái nào đấy miễn phí. Tuy nhiên là những cái đây, cái này là có tính phí hết các bạn ạ. Mình sẽ tìm chọn một cái miễn phí xem nào. Mình ra ngoài đi. Ok. Ví dụ như mấy cái này các bạn nhé, cũng là cái thumbnail YouTube thôi. Mình chọn một trong những số này để mình hướng dẫn các bạn. Những cái nhiều cái rất là đẹp các bạn nhé. Và những cái đẹp đấy là nó có tính phí, thì các bạn có thể mua cái tài khoản có tính phí để các bạn sử dụng. Ví dụ như mình chọn một trong số cái này xem nào. Ok, mình chọn cái này. Ok, khi các bạn chọn xong đúng không ạ? Thì ở đây có một cái chữ Edit, thì các bạn bấm vào Edit để các bạn chỉnh sửa. Đấy. Lúc này các bạn qua cái chỉnh sửa, thì để chỉnh sửa cái này thì rồi mình bấm nó bị nhảy cái khung này rồi các bạn nhé. Rồi ở đây nó có một cái khóa này, các bạn nhìn thấy chưa? Khi các bạn khóa cái này thì các cái layer ở đây thì nó sẽ khóa hết, các bạn sẽ không làm việc được, đúng không? Các bạn phải mở khóa lên. Được chưa? Lúc này các bạn có thể khóa từng cái layer hoặc là mở khóa từng layer để các bạn làm việc này. Được chưa? Hoặc ấn cái layer mà các bạn muốn làm việc. Đấy. Nó quản lý giống như Photoshop các bạn nhá. Rồi. Ok, mình mở khóa này để mình làm việc. Rồi. Các bạn ấn cái layer này đi. Đầu tiên là các bạn có thể thay đổi cái hình ảnh background này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Cái hình ảnh background này các bạn có thể thay đổi nhá. Bằng việc các bạn chọn cái hình ảnh, sau đấy các bạn vào edit. Các bạn chọn cái edit và các bạn đưa tìm cái hình ảnh của các bạn đưa vào. Bạn tìm hình ảnh trong cái album của các bạn. Đấy. Lúc này thì các bạn tìm cho mình một cái hình ảnh. Để mình tìm xem có cái hình ảnh nào nằm ngang không. Ví dụ mình chọn cái hình ảnh này các bạn nhé. Mình đưa vào. Và các bạn có thể chọn cái tỷ lệ kích thước để các bạn đưa cái hình ảnh vào trong cái của các bạn. Tiếp theo là các bạn có thể chỉnh sửa cái chữ này này. Các bạn thấy chưa? Thì chỉnh sửa cái chữ các bạn bấm vào Edit. Lúc này thì nó sẽ hiển thị một cái cửa sổ. Và cái cửa sổ này các bạn có thể chỉnh sửa cái chữ này. Đấy, ví dụ như ở đây là thiết kế. Mình sẽ gõ cái chữ thiết kế. Thiết kế thumbnail. Ok. Ví dụ mình gõ cái chữ này được chưa? Mình tích để đánh dấu. Mình gõ tiếp chữ vào. Cực chất. Ok. Chờ bản check này để thay đổi. Lúc nãy bạn có thể scale cái chữ này ra để thay đổi cái chữ này. Các bạn có thể thay đổi cái bố cục, đúng không ạ?
Cực dễ. Ok. Check. Đấy. Thì đối với những cái chữ này các bạn có thể thay đổi rất nhiều cái thông tin những cái chữ các bạn. Ok. Thay đổi chữ này. À, bằng cái chữ là Soxio. Soxio. Media. Đúng không? Social media. Media. Post. Social media. Post marker đúng không? Marker. Ok. Mình check. Được chưa? Này mình sẽ kéo cái chữ này cho lớn lên một tí nữa. Được chưa? Sau khi xong rồi thì bây giờ mình sẽ chỉnh này. Thứ nhất là các bạn có thể di chuyển cái chữ này lên xuống này, sang trái sang phải này, được chưa? Thứ hai là các bạn có thể xoay cái chữ này. Đấy. Các bạn có thể xoay cái chữ này. À, tiếp theo là các bạn có thể scale lớn nhỏ cái chữ bằng việc dùng cái công cụ này. Hoặc các bạn bấm vào đây các bạn cũng scale được. Xoay thì các bạn bấm vào góc trái để bạn xoay. Đều được các bạn nhé. Thì các bạn có thể di chuyển này, vân vân. Ok ạ. Không biết là mình viết cái chữ thumbnail này nó có đúng không? Không biết là cái chữ tiếng Anh có đúng không? Thôi kệ, mình cứ hướng dẫn các bạn đã, còn cái chính tả tính sau đó. Rồi ok. Tiếng Anh kém có mà, phải chịu thôi. À, tiếp theo là cái phôn chữ. Các bạn có thể thay đổi một số cái phôn chữ trên cái này. Đấy. Ví dụ như bạn không thích phôn chữ lúc đầu nữa thì bạn có thể thay đổi cái phôn chữ tùy thích. Đúng không? Đấy, ví dụ mình chọn cái phôn chữ này chẳng hạn. Mình để giữ nguyên đi đúng không? Cái phôn chữ thì các bạn có thể đổi hoặc là giữ nguyên cái phôn chữ mà họ để. Thì bình thường thì mình nghĩ là các bạn nên để cái phôn chữ của họ, tại vì cái phôn chữ của họ họ đã thiết kế và nghiên cứu rồi. Các bạn chỉ cần thay đổi cái màu chữ thôi cho nó thích hợp với cái hình ảnh của các bạn. Ví dụ mình để cái màu chữ này, được chưa? Cái này mình cũng thay đổi màu luôn. Color. Đó, thay đổi màu chữ. Đối với cái thumbnail YouTube các bạn nhé, các bạn cứ làm mấy cái màu nào mà nó cực nổi lên để cho cái đối tượng mà họ xem muốn xem cái bài viết của các bạn được dễ, đúng không? Ví dụ mình các bạn chọn màu vàng hay màu gì đấy. Rồi ok, mình sẽ chọn lại màu. Đây, chữ này màu đen luôn. Chỗ đấy thì cho màu trắng được các bạn nhé. Ok. Ví dụ như mình muốn để như thế này thôi, đúng không? Ở phía dưới đây thì các bạn có thể chỉnh sửa bằng cái crop này. Đối với cái chữ các bạn nhé, cũng có một số thông tin nữa. Thì các bạn có thể thêm cái shadow cho cái hình của cái chữ của bạn này. Bạn kéo thêm cái chữ shadow để cho cái chữ của bạn nó dày lên. Đấy. Cho dễ đọc. Shadow. Hoặc là các bạn có thể chọn cho mình một cái style cánh trái cánh phải chữ opacity rồi cái khoảng cách giữa các chữ nằm ngang hoặc cái khoảng cách giữa các dòng nằm dọc đúng không? Sau khi các bạn làm xong rồi thì các bạn quay lại cái này. Đấy, các bạn có thể đấy quay lại cái này để các bạn chỉnh sửa cái background này. Ví dụ các bạn không muốn background kia thì các bạn thêm background này thì các bạn đưa vào trong. Đúng không? Hoặc là thêm các cái graphic. Graphic là gì ạ? Tức là các bạn thêm các cái biểu tượng, cái icon vào trong cái video của các bạn. Ví dụ như liên quan đến YouTube thì các bạn bấm chọn mấy cái subscribe này vào này.
Được chưa? Đây, cái phiên bản này dùng miễn phí, nó hay quảng cáo các bạn nhé. Các bạn đợi quảng cáo xong thì các bạn bỏ đi. Thì lúc này các bạn có một cái subscribe đây. Thì các bạn có thể scale lớn nó ra bằng cách kéo cái này lớn, được chưa? Ok. Thì các bạn kéo cái này lớn lên, thì các bạn đặt ở vị trí nào đấy trong cái video của các bạn. Ở trong này nó còn rất nhiều cái graphic nữa các bạn nhé. Thì các bạn có thể xem trong này. Ví dụ như like hoặc là subscribe này, đấy rất là nhiều. Thì các bạn có thể vào trong này. Rất là nhiều luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể vào trong đây để khám phá thêm. Tùy vào cái chủ đề của các bạn mà các bạn có thể vào trong đây tìm cái subscribe để xem các cái icon, cái sticker để đưa vào cái của các bạn, hoặc là cái tag ad này. Tag ad thì các bạn có thể chọn trong này cũng khá nhiều cái tag ad các bạn đưa vào. Ví dụ như các bạn coming soon hoặc là follow trên cái gì 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 đấy. Đúng không? Coming soon, follow hoặc là các cái chữ khác. Đấy, ví dụ như cái chữ follow thì các bạn có thể chọn một số cái chữ nó ngộ nghĩnh mà nó đẹp thì các bạn đưa vào. Đây. Thì đối với cái bản mình đang dùng đây là cái bản dùng thử các bạn nhé, mình chỉ giới thiệu với các bạn thôi, thì nó sẽ có rất nhiều cái hạn chế, nó không có được nhiều cái icon mà miễn phí. Vì thế thì các bạn muốn sử dụng cái này nó đầy đủ thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ này bằng cách là mua cái gói các bạn nhé. Ở trong đây cũng có rất là nhiều cái hay ho này. Đấy. Đa số là nếu mà nó bán thì nó sẽ giới hạn rất là nhiều. Đấy. Rồi cái My Ad. My Ad là các bạn tìm cái logo của các bạn trên máy của các bạn. Các bạn đưa vào trong cái YouTube của các bạn. Đúng không ạ? Các bạn thì có thể tìm một số cái icon mà trong suốt và viên diều, các bạn có thể đưa cái hình ảnh vào cũng được, đúng không? Không gì cả. Được chưa? Đây là cái hình ảnh các bạn nhé. Hoặc là các bạn không dùng hình ảnh nữa thì các bạn xóa hình ảnh nọ. Các bạn không dùng hình ảnh mình xóa hình ảnh, các bạn để cái này cũng được nữa. Tùy vào cái việc mà các bạn thiết kế thôi, chứ không liên quan gì đến cái việc mà có phải dùng cái template hay không. Cái hình ảnh các bạn có thể zoom lớn nhỏ lên để đặt cái bố cục làm sao cho nó thích hợp cho cái thiết kế của các bạn, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như mình đặt ở đây, được chưa? Sau đấy thì mình chèn cái sticker vào, các bạn chèn cái graphic vào, đúng không ạ? Bạn ra ngoài, bạn chèn một cái graphic vào. Graphic lúc nãy là mình chèn cái gì nhỉ? Là đúng rồi. Cái subscribe vào. Subscribe thì có rất là nhiều cái dạng subscribe thì các bạn có thể lựa chọn ở đây. Để đưa vào cái thumbnail của các bạn. Ví dụ như mình chọn cái subscribe now. Bạn kéo ra ngoài đây, các bạn zoom lớn lên. Đấy. Ok, ví dụ mình đặt ở đây. Và các bạn cho nó một cái shadow các bạn nhé. Không biết ở đây có cái shadow không. Cái này không biết có cho cái hiệu ứng shadow không nhỉ? Ở đây không có các bạn. Nó không. Nó không có cái hiệu ứng shadow cho cái sticker. Rồi ok. Ví dụ như thế này xong rồi thì các bạn lưu lại thôi. Các bạn lưu ở như cái hai cái dạng kích thước. Là ví dụ 1.200x630 hoặc là 240x260. Thì các bạn cứ chọn một cái kích thước nào chất lượng nhất. Các bạn lưu lại. Được chưa? Cái dở của cái dùng miễn phí là nó hay quảng cáo rất là khó chịu các bạn nhá. Nếu như các bạn mà ưng cái app này, các bạn thích thì các bạn mua cái tài khoản để các bạn sử dụng một cách dễ dàng nhất. Thì ở trong cái app này đấy, nó đã lưu cho các bạn rồi đấy. Đấy, sau khi các bạn lưu vào trong lưu vào rồi đúng không, thì nó sẽ nằm trong cái thư viện hình ảnh của các bạn. Các bạn có thể vào trong này để các bạn xem cái hình ảnh các bạn mới thiết kế, đúng không ạ? Đây. Cái này các bạn nhá. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn có thể tạo cái này bằng một cái template rất là dễ thôi. Nó không có khó khăn gì cả, miễn là cái công việc của bạn nó đạt hiệu quả cao. Đúng không? Thì trong này còn rất nhiều nhá các bạn nhá. Đấy. Quay lại này. Đấy. Ở trong này còn rất nhiều cái template này, các bạn có thể vào trong đây các bạn tham khảo và sử dụng.
Mình thấy là cái bố cục mà họ làm rất là ok rồi, các bạn chỉ cần thay thông tin vào cái bố cục của họ thôi thì các bạn đã có một cái tài liệu của các bạn. Ở trong này cũng có khá nhiều cái mà nó không không nó miễn phí các bạn nhé, các bạn vào trong đây để xem và thử. Tuy nhiên thì mình vẫn gợi ý với các bạn là các bạn nên mua cái tài khoản có tính miễn phí ấy, để nó không có bị quảng cáo nhiều rất là khó chịu, và sử dụng đầy đủ các cái tính năng và những cái dữ liệu bên trong cái tài khoản của họ. Hôm trước mình cũng đã giới thiệu với các bạn một cái app khá là hay, đấy là cái app Canva. Thì cái app Canva nó cũng giống như cái app này, nó có đầy đủ tất cả các cái template và các kích thước liên quan đến các công việc thiết kế hàng ngày của các bạn. Ví dụ như thiết kế tất cả mọi thứ các bạn nhá, từ card visit rồi đầy đủ mọi thứ. Ví dụ bây giờ mình chọn cái này là miễn phí các bạn này. Đấy thì đấy, nó lại quảng cáo. Nó cũng không khó chịu. Đấy thì lúc này các bạn bấm vào cái edit để các bạn chỉnh sửa và rất là dễ thôi. Thì các bạn bấm vào edit thì nó sẽ hiển thị như thế này cho các bạn, và lúc này các bạn công việc của bạn rất là dễ, tức là các bạn chỉ cần thay đổi cái chữ này đấy, phù hợp với cái thông tin của bạn, hoặc các bạn thay đổi cái icon này, thay đổi cái này, các bạn bấm chỉnh sửa và các bạn chọn cái hình ảnh các bạn đưa vào đấy. Các bạn có thể chọn một cái hình ảnh nào đấy, các bạn vào. Ví dụ mình thay đổi cái hình ảnh này, mình đưa vào cái đấy. Chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Để thay đổi hình ảnh một cách dễ dàng đúng không? Edit đoạn này. Và các bạn chọn cái subscribe hoặc là một số cái hình ảnh liên quan các bạn đưa vào trong cái thiết kế của bạn. Đấy, ví dụ như mình làm bên YouTube thì mình sẽ gõ cái thông tin cái thumbnail lên YouTube. Thì cái này rất là dễ thôi. Đúng không? Rồi, ok. Thì trong này còn rất là nhiều cái template khác nữa các bạn nhé. Các bạn có thể vào trong đây để các bạn xem, để các bạn làm việc. Đấy. Ví dụ như Facebook post này. Đấy, các bạn bấm vào Facebook post thì nó sẽ hiển thị một số cái template cho các bạn chỉnh sửa. Đấy, các bạn thấy chưa? Ví dụ mình chọn cái này. Mình bấm edit thì nó sẽ hiển thị cái khung làm việc edit cho các bạn làm việc, các bạn chỉnh sửa. Thì lúc này các bạn có thể thay đổi thông tin, ví dụ như các bạn thay đổi background, thay đổi chữ vân vân để phù hợp với cái công việc thiết kế của các bạn. Đúng không? Đấy. Trên đây còn rất rất nhiều, các bạn có thể vào trong này để tìm hiểu thêm. Cũng khá nhiều cái miễn phí các bạn nhé. Ok, thì cái bài học ngày hôm nay mình chỉ giới thiệu với các bạn về một cái app rất là hay, đó là nó sử dụng các cái template có sẵn. Các bạn có thể chỉ cần thay đổi một số cái thông tin như là hình ảnh và các cái từ, các cái chữ ở trong cái hình ảnh của cái template đấy, thì cái đấy nó sẽ là của bạn nếu như các bạn mua cái tài khoản này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. Nếu cái video này chia sẻ mà có ích cho các bạn thì các bạn có thể nhấn like hoặc subscribe hoặc là chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin chào và chúc các bạn thành công.